Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về cho anh chị và các bạn nha. Đây em Sonic này cũng mới về trở lại nè. Sonic đời 2019. Vừa về chưa cái giá luôn. Thì số 62 này mọi người. 16507 ha. Ở trong con này giá nhiêu đồng? Con này là 44 triệu 9 anh. 46 triệu 9 à. Sonic mà. Hả? 44 triệu 9 nha mọi người. Đó. Con bên này là Sachia. Sachia mới về bao đẹp cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì 9.219 coi. 46 triệu 9 nè mọi người. Đó. Thì ở đâu không có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe thôi. Mình trả tầm 30%. 14 triệu là mình mua được con Sachia này. Đó, mình quay lướt cho anh chị và các bạn những con mới về nha. Rồi, tiếp tục là con Tem Sơn 3D biển số 67 á. 2018 là giá là 28 triệu 9 nha. Con ẹt chứ. 28 triệu 9 con này thì mình trả tầm 10 11 triệu là mình mua được nha mọi người. Rồi. Tiếp tục cho anh chị và các bạn là những cái con Ablack hàng siêu rẻ cho anh chị và các bạn luôn. Có một con thôi, con này thì đang giảm 1 triệu 9 luôn nè. Con này biển số 38 đời 24. Giá là 24 triệu 900. Giảm 1 triệu chứ. Giảm 1 triệu 9 là còn 23 nè. Mấy anh chị và các bạn mình có hỏi là hỏi xe nhỏ tiền. Đó, xe nhỏ tiền ví dụ như con Liberty là nè. Liberty này con này đời 24 biển số 59 này 12 triệu 9 mà giảm 1 triệu là còn 11 triệu 9 rồi mọi người. Đó, Liberty rất đẹp luôn. Bên này hơi rắc cổ nên không nói lớn được nha mọi người. Đó, biển số 59 này. Đó, đó là dòng xe con này rẻ tiền. Ngoài ra thì có con Mio này cũng rẻ tiền này, con này còn bán 8 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, Mio này bán 8 triệu rưỡi nha. Đó. Nói chung là có rất là nhiều dòng xe, mọi người chịu khó mọi người xem kỹ trên kênh ha. Còn ví dụ như là Winner V1 nè mọi người. Winner V1 bây giờ mình báo kỹ lại cho anh chị và các bạn ha. Con này biển số 67 này, đời 27 là 26 triệu 900. Con này đi bánh tâm. Đó. 26 triệu 9 giảm 1 triệu là còn 25 triệu 9 này. Đó, Winner V1 mà 25 triệu 9 này mọi người biết rồi ha. Xe bao rỉ luôn. Và bên này thì Winner V1 này biển số 62 luôn, 27. Con này cũng là 27 triệu 900, màu đen nha mọi người. 27 triệu 9 thì giảm 1 triệu, còn lại 26 triệu 9 nha mọi người. Thì 26 triệu 9 mình trả cũng tầm 90 triệu là mình có thể mua được con xe, mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Các bạn nào muốn ship xe thì các bạn cứ alo cho ảnh ha. Alo cho ảnh, anh hướng dẫn chi tiết cho mọi người nha. Rồi, tiếp tục một con màu đỏ đen cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì biển số 69, con này đời 27 luôn nè, mâm vàng. Con này cũng là 27 triệu 900 thôi mọi người. Rồi, con này thì biển số 66 nha mọi người, đời 27. Cũng là 27 triệu 9, giảm 1 triệu là còn 26 triệu 9 nha mọi người. Còn qua bên này một tí cho anh chị và các bạn ha. Con này là Winner V1 này. Winner V1 đời 29. Con này thì 29 triệu 9 này, anh chị và các bạn mình xem đi. Xe bao đẹp nha. Con bên này thì biển số 66 nha mọi người, cũng 27, cũng màu trắng đen. Các bạn nhìn đi, những con màu trắng đen ít khi có lắm. 27 triệu 9 luôn, cũng chỉ cần trả 90 triệu là mua được xe. Rồi S135 thì một cặp này mọi người. Con này màu trắng xanh, biển số 75 24 là 21 triệu 900. Rồi, tiếp tục một con nữa là biển số 17 nha mọi người. Đời 23. Con này là 17 triệu 9 nha. Đó, F135 17 triệu 9. Những con này mình trả tầm 5 triệu. 5 triệu là mình mua được. Đó. Rồi, với lại có mấy anh em hỏi về Basic với lại Vario em quay kỹ cho ha.
Con này Vario biển số 62/27 là 48,9 triệu nha mọi người. 48,9 triệu. Cái này là Vario màu cũ nên nó cực kỳ mắc nha. Rồi, tiếp tục một con nữa cho anh chị và các bạn là con này Vario mẫu mới biển số 67 ha, đời 2019. Con này thì 45,9 triệu nè mọi người. Rồi đi bao nhiêu ngàn ha? Con này đi 13.000 nha mọi người. Rồi, một con nữa cho anh chị và các bạn luôn, biển số 83 đời 2019 là cũng là 47,9 triệu nha. Mọi người. Rồi, 47,9 triệu giảm 2,9 triệu là cũng còn 45 thôi mọi người. Rồi Basic này, mấy chú mình hỏi hỏi rất là nhiều về cái dòng Basic này. Basic thì có gì mình sẽ cố gắng mình quay kỹ nha. Con này thì biển số 77 này, đời 2017. Con này là 36,9 triệu này. Con này hình như chìa khóa thông minh thì phải. Đúng rồi, con này đời cao chìa khóa thông minh nha mọi người. Đó, 36,9 triệu nha. Rồi, con bên này thì biển số 67 này, 24,9 triệu này. 24,9 triệu giảm 1 triệu còn 23,9 triệu. Đó, Basic Thái con này mình thấy là mấy chú comment rất là nhiều luôn. Thì chú nào mà thích á thì mình cứ tới mình mua, chứ bây giờ cứ biểu em quay kỹ không biết là quay kỹ cái gì. Xe thì còn thấy đẹp lắm. Bạn mình cứ tới đi, mấy chú cứ thích thì mình tới đi. Con này vẫn còn bọc keo nguyên con là mọi người biết rồi à. Basic. Ngày 27,9 triệu. Rồi, con bên này thì biển số 67 này, 23 là 25,9 triệu này. 25,9 triệu thì giảm 1 triệu, còn lại là 24,9 triệu. Còn con bên này thì biển số 66, 23 cũng là 25,9 triệu này, giảm 1 triệu là còn 24 triệu nha mọi người. À, 24,9 triệu nha. Đấy, Basic hiện tại 1, 2, 3, 4, còn 5 con Basic. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ, tại vì nãy giờ em cũng quay sơ sơ cho anh chị và các bạn rồi một số dòng. Thì các bạn nào mình muốn em quay những cái dòng nào nữa thì mình cứ comment mạnh bên dưới đi. Tại nhiều lúc mình quay là các bạn phải thích dòng nào mình mới quay cho nó dễ. Nhiều anh em hỏi thì mình quay, ví dụ con ẹt này cam đen, biển số 94/28 là 28,9 triệu này, giảm 1 triệu là còn 27,9 triệu này. Con bên này thì mở kinh này, biển số 95/28 là 33,9 triệu, cũng giảm 1 triệu là còn 32,9 triệu nha mọi người. Đó, mở kinh. Đó, thì mình vừa lướt qua những cái con xe mà anh chị và các bạn mình đã yêu cầu em quay ở clip trước. Thì các bạn nào mình muốn em quay những cái dòng nào thì mọi người cứ comment mạnh dưới video để mà em biết em quay á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.